có một cái trải nghiệm mà mình nghĩ là sẽ không bao giờ quên được. Đó là một lần mình đi ăn trong tình trạng bịt mắt và trong một phòng rất là tối. Và từ cái trải nghiệm này thì mình rất là tò mò, suy nghĩ về việc nếu một ngày mình không còn nhìn thấy gì nữa thì không biết là cuộc sống của mình sẽ như thế nào. Chào tất cả các bạn, mình là Sơn. Mình là cán bộ truyền thông của chương trình EUJU, hay còn gọi là chương trình tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam. Hôm nay thì mình rất là phấn khởi tại vì đây là tập đầu tiên của chuyên mục EUJU Radio và được làm nhân kỷ niệm 40 năm ngày người khuyết tật Việt Nam nữa. Ở tập này thì chúng mình muốn chia sẻ với các bạn về chủ đề của sự thấu hiểu. Chúng mình sẽ động một chút về câu chuyện của quyền của người khuyết tật, về luật pháp, câu chuyện của sự thấu hiểu giữa người và người với nhau. Bản thân mình thì mình tin rằng sự thấu hiểu rất là quan trọng vì mình nghĩ đây là bước đầu để chúng ta có thể mở lòng vào những sự khác biệt, những niềm tin, những cách sống hay những lối sống, những trải nghiệm khác nhau. Ngoài ra thì mình nghĩ là khi chúng ta có thể thấu hiểu nhau thì chúng ta bắt đầu có thể nghĩ về người khác, bắt đầu quan tâm đến nhau nhiều hơn. Mình nghĩ đây là điều rất là quan trọng trong mùa đại dịch Covid-19 này. Và cách đây một tháng thì nhóm EUJU đã cùng với Phòng Quản trị Quốc gia và sự tham gia của người dân của chương trình Lượng Phát triển Liên Hợp Quốc UNDP, chúng mình có khoảng hơn 20 người đã cùng trải nghiệm với nhau trong một buổi gặp mặt trong bóng tối. Và trong buổi gặp mặt trong bóng tối này thì chúng mình bắt đầu trải nghiệm với nhau các hoạt động trong tình trạng là bị bịt mắt ở trong phòng rất là tối. Chúng mình bắt đầu tập đi bộ thử này, xem video, chơi trò chơi, nói chuyện, thảo luận với nhau. Khi mà chúng mình tổ chức cái buổi gặp mặt trong bóng tối này thì bản thân mình mong muốn là chúng mình có thể thêm cái sự thấu hiểu, một phần trải nghiệm của các bạn khiếm thị. Và ngoài ra thì chúng mình còn muốn lan tỏa cái giá trị của sự thấu hiểu này, khuyến khích mọi người có thể lắng nghe hoặc là tưởng tượng bản thân mình trong những hoàn cảnh của người khác để chúng ta có thể hiểu hơn và chúng ta dễ bao dung và thông cảm với nhau hơn. Chúng ta sẽ cần những nhu cầu gì, chúng ta sẽ cần sự giúp đỡ hay sự hỗ trợ như thế nào khi mà chúng ta ở trong hoàn cảnh đấy. Và hôm nay mình rất là vui vì mình có thể mời được một thành viên của nhóm EUJU và cũng tham gia cái trải nghiệm đấy. Đấy là chị An, để có thể chia sẻ một chút về cái cảm nghĩ hay suy nghĩ của mình về cái trải nghiệm trong bóng tối này. Và chị An ơi, thì không biết là chị có thể giới thiệu bản thân mình một chút để các bạn lắng nghe biết thêm về chị được không? Chị An, quản lý chương trình EUJU. Thực ra là đúng là lần cũng không hẳn là lần đầu tiên là có một cái trải nghiệm là làm cái gì đấy trong bóng tối, bởi vì thực ra là trong cuộc sống của mình rất là nhiều lúc mình cũng phải trong tình trạng đấy, ví dụ như nhà mất điện, đúng không? Thế thì sẽ phải lần mò. Và thực ra chị cũng tương đối là dễ định hướng bằng cách là, nhưng đấy là một cái ngôi nhà mà mình rất là quen thuộc, mình biết đồ đạc để đâu, cho nên là ví dụ mất điện mình vẫn có thể tìm ra chỗ nào để cái gì đấy rất là chính xác. Thế nhưng mà đấy là một cái môi trường quen thuộc, hoặc là cũng như là một cái nơi mình làm việc mình đã biết rồi. Thế nhưng mà cái lần trải nghiệm này thì sẽ thấy rất là khó, là thứ nhất mình ở một cái nơi mà mình không có ý tưởng gì, mình không thể phán đoán được cái phòng đấy như thế nào, thế rồi là ai thì ngồi cạnh mình. Thế cho nên như thế thì đầu tiên là mình sẽ cảm giác nó hơi hoang mang. Và cái đấy là cái mà chị rất là ấn tượng, là bởi vì cái cảm giác hoang mang như thế thì mình sẽ rất là cần những cái sự hỗ trợ và sự giúp đỡ của những người khác. Thứ hai nữa là sau cái lúc hoang mang đấy, nhưng nó lại có cái sự tự tin ở cái chỗ là mình biết là tất cả những người xung quanh mình đều nhận diện ra nhau, nói chuyện với nhau bằng giọng nói mà không ai nhìn ai cả. Thế thì mình sẽ cảm thấy mình rất là thoải mái, có một cái môi trường rất là thoải mái để mình có thể nói và mình có thể lắng nghe. Thì cái là hai thứ mà chị rất là ấn tượng. Thực ra là chương trình EUJU là chương trình mà tăng cường pháp luật và tư pháp ở Việt Nam, thì hướng tới cái nhóm đối tượng yếu thế. Tuy nhiên thì trong cái thiết kế của chương trình thì nó lại chỉ có những cái nhóm chung mà hướng tới nhiều nhất là người nghèo, người dân tộc thiểu số, phụ nữ và trẻ em. Tất nhiên là trong đấy thì người nghèo có thể là nó sẽ có những trường hợp là nghèo nhưng đồng thời lại là vì khuyết tật cho nên nghèo. Thì cái đấy, nhưng mà cái quan tâm tới là quan tâm tới hoàn cảnh kinh tế và quan tâm tới cái phần giao tiếp, đó là về cái phần ngôn ngữ ở những cái người mà người dân tộc. Còn người khuyết tật thì cái đấy cũng là một nhóm đối tượng yếu thế mà cũng sẽ cần được phải quan tâm. Thế thì trong những hoạt động dự án hiện nay thì có 2019 thì có một cái nghiên cứu làm với lại Bộ Tư pháp về quyền tham gia của các nhóm yếu thế trong cái quá
quá trình xây dựng chính sách và văn bản. Thế thì cái báo cáo cũng đang hoàn thiện, và trong đấy một trong những nội dung mà cũng rất là muốn tìm hiểu là đối với người khuyết tật thì người ta bày tỏ ý kiến tới những chính sách mà tác động tới người ta như thế nào. Thế thì cái cuộc hội thảo mà đầu tiên để tham vấn ý kiến báo cáo thì cũng cố gắng mời được những cái người khuyết tật ví dụ về nghe nói này, thế rồi một số người khuyết tật vận động đến để họ có thể chia sẻ. Thế thì cái báo cáo này cũng sẽ hy vọng là sẽ đưa ra được một số những cái ý tưởng để có thể sau này trong cái quá trình mà các cơ quan xây dựng chính sách thì họ sẽ có cái cách thức phù hợp để lấy ý kiến của những người này. Thế nhưng nó cũng có một cái điểm mà cũng phải chia sẻ là nó sẽ rất là khó, là thường thì các cơ quan họ chỉ có thể lấy ý kiến được thông qua những hiệp hội, chứ họ không thể đến để lấy ý kiến của các cá nhân. Và sau đó thì các hiệp hội thì mới có những cái hình thức rất là phù hợp để lấy ý kiến hội viên của mình. Đấy, thế thì cái đấy là một cái hình thức mà cũng có thể nghĩ tới, là sẽ đẩy mạnh cái vai trò các hội trong việc tham gia ý kiến. Ví dụ như bây giờ hội người điếc chẳng hạn thì bây giờ cũng đang vận động để thành lập, nhưng mà nếu như mà bắt một cơ quan nhà nước không có kinh nghiệm làm việc những thứ như thế thì để bày tỏ để lấy được ý kiến thì nó rất là khó. Thứ nhất là phải chuyển sang cái ngôn ngữ đối với những người điếc mà người ta không có cái khả năng đọc chẳng hạn, thì phải có ngôn ngữ ký hiệu. Thế mà chuyển ngôn ngữ ký hiệu thì thống nhất với nhau nó không đơn giản. Thế rồi là đối với lại người mù thì lại phải cái chính sách đấy lại phải chuyển tải cho thành âm thanh, thành tiếng nói. Thế thì như thứ như thế thì thường là chắc là có thể sau đấy sẽ tính cái vai trò các hội. Nhưng đấy thì cái báo cáo đã đang làm, có thể trong quá trình làm này sẽ có. Thế còn trong cái kế hoạch 2020 thì có hai cái hoạt động mà trực tiếp liên quan tới người khuyết tật. Đấy là cái video về quyền của người lao động khuyết tật trong bộ luật lao động. Thế thì cái video này thì cũng hướng tới là sẽ làm truyền thông về quyền, thế nhưng sẽ có những cái hình thức để những cái người khuyết tật ở các dạng khác nhau có thể xem, có thể nghe được. Đấy, và một cái hoạt động nữa là nghiên cứu về cái quyền tiếp cận công lý hay là tiếp cận gọi là tư pháp và các dịch vụ pháp lý cho người khuyết tật để bảo đảm cái yêu cầu của công ước quyền của người khuyết tật. Thế thì từ cái hoạt động trải nghiệm lần này thì chị cũng đang có một số ý tưởng cũng trao đổi với lại trong team, đặc biệt là Sơn thì cũng chia sẻ ý tưởng là mình có thể nói cụ thể. Thứ nhất là về cái nhóm đối với người khuyết tật thì mình có thể là mình sẽ trong các cái cuộc hội thảo và cuộc tham vấn thì mình có thể là làm một cái mình không gọi là game thì là nghe nó hơi nó không đúng với bản chất, nhưng mình có thể mọi người là cũng thay đổi không khí một chút bằng cách là ví dụ như để trải nghiệm. Ví dụ như là không nhìn thấy, đấy, thế rồi là không nghe thấy, đấy, thì những thứ như thế là có thể để cho các cái người dự hội thảo họ có cái cảm giác. Thế rồi là ngoài ra thì đối với những cái nhóm khác của dự án thì cũng có thể là sẽ có những cái cách nào đấy để họ có thể trải nghiệm cái cảm giác thực sự của một cái người mà người ta có những cái hạn chế nhất định. Tùy từng nhóm đúng không ạ? Đúng rồi, tùy từng nhóm. Nhưng mà ít nhất là đối với những cái nhóm khuyết tật từ cái buổi trải nghiệm này thì mình có thể là nghĩ tới cái việc chia sẻ, cái gọi là không phải chia sẻ mà là mời người khác trải nghiệm. Thì nó sẽ có vẻ như nó sẽ dễ thực hiện hơn. Mà nó cũng có người đã làm rồi, chứ còn bây giờ đối với các nhóm khác thì mình ví dụ như với phụ nữ với trẻ em chẳng hạn, thì ví dụ hoặc là cái đấy là cái mà mình cũng sẽ phải có những cái ý tưởng tìm tòi thêm. Cảm ơn chị A vì những chia sẻ rất là chân thành. Các bạn ơi, thì đến đây là kết thúc tập 1 của chương trình EUU Radio rồi. Và ngoài ra thì các bạn cũng có thể tham dự cuộc thi ảnh Thật Tự Hào Tôi Cùng Bạn Vượt Rào nhân kỷ niệm 40 năm ngày người khuyết tật Việt Nam. Với cuộc thi này thì chúng mình mong muốn là sẽ chia sẻ và lan tỏa những hoạt động hòa nhập với người khuyết tật ở trong đời sống hàng ngày, và đặc biệt là trong các lĩnh vực về pháp luật và tư pháp. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn trong lần tới nhé.